Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stick War Legion 2 nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Stick War Legion 2 và chúng ta bắt đầu thôi nào. Let's go. Thì nhiều bạn bảo là anh hãy đánh lên cửa 100 đi sẽ unlock được một con Demon Legendary. Và đây rồi anh em ơi, tay cầm quả kiếm vàng, quỷ rơi có cánh, đỉnh vãi cả lều luôn. Trời ơi, như thế này thì quá ngon rồi. Expect thì mình sẽ merge ô đâu nhỉ? Con quỷ đâu nhỉ? Con quỷ rơi. Ờ, nó ở đâu vậy? Holy shit. Không thấy. Hình như mình chưa mở, mình mới unlock nó thôi anh em nhá. Chúng ta sẽ vào trong shop để gọi là mở ra xem nào. Không biết là liệu rằng ở đâu là quỷ rơi không ta. Có vẻ như cũng không phải là dễ dàng gì cả để ra quỷ rơi đâu nha anh em. Cái hòm này là sẽ ra được Legendary nhưng mà mình thấy toàn là Ray à. Đấy, ra quỷ rơi rồi anh em. Wow, xịn dã man chưa anh em. Đấy, Legendary. Ui, ba con quỷ rơi luôn. Holy shit, boy. Chúng ta sẽ mình sẽ cho cái bọn này ở phía dưới đi anh em ơi. Xong cho ba con quỷ rơi lên đầu à. Được không anh em ơi? Cho bớt bọn bắn cung đi. Cho bọn bắn cung nó té đi anh em nhỉ. Mình nghĩ là thế là được. Ok. Đấy, đây, đây, cho vào đây anh em ơi. Và chúng ta sẽ vào trong cái barracks và mình sẽ cho quỷ rơi mình ra. Quỷ rơi mình đang level 1 thôi anh em ạ, nhưng không vấn đề gì. Tại là không có vấn đề quá gì là ấy cả. Ở đâu rồi? Đây 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 đây. Destroy 1. Chỉ level 3 thôi. 2, hơi bé. 3, ok. Vãi nồi anh em ạ, nhìn đội hình đẹp dã man luôn. Tấn công. Mới có 3 quỷ rơi anh em. Úi, bọn này yếu. Oai, 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 oai. Nhìn trông bá đấy, nhưng mà mình khỏe hơn rất nhiều. Nhưng mà nó bé hơn so với mấy con khổng lồ của mình anh em ạ. Thấy cảm giác như vậy đúng không? Mình thấy nó đúng là như vậy luôn. Bé hơn và cảm giác yếu hơn, dĩ nhiên là level 3 làm sao có thể mạnh được bằng những cái con khủng khiếp kia được. Ok. Cái này tính sao? Cho đánh vài trận đi anh em. Tốc độ đánh nó không được nhanh cho lắm ấy. Đấy, chém, chém này, chém này, hơi bé. Cảm giác là cơ thể của nó hơi bé anh em nhá. Mình cho nó lên cấp cao hơn thì nó sẽ mạnh hơn đấy. Không bắn cung, cảm giác yếu nhỉ? Cảm giác yếu phải để đến khổng lồ lên trên anh em ạ. À, mình cũng bị chết vài con anh em. Được. Cũng được đấy nhờ anh em, nhưng mà phải kết hợp thôi. Đây. Đấy, nó có hai cái sừng sừng con ở dưới kìa. Nhìn trông rất là hài à. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục mở cái shop này ra và mình sẽ merge on để cho nó mạnh lên anh em nhá. Mở tiếp tục anh em ơi, để tạo ra những con quỷ legendary, những con mạnh nhất trong này. Rất là nhiều ấy nhỉ, nhiều bọn paladin ta. Paladin lắm dã man luôn. Thật ra mình không quá cần paladin lắm. Rồi ok. Rồi, paladin epic, chắc là mình sẽ sử dụng một đội quân chuyên là epic xong rồi legendary các kiểu. Những con nào epic thì mình sẽ đưa ra, ví dụ mấy con này chẳng hạn này. Đấy. Ok chưa? Offer thì hiện tại là không mua được con gì, không mua được con quỷ rơi anh em ơi. Không phải quỷ rơi anh em, mình gọi là Dracula đi thì đúng hơn. Quỷ rơi nghe nó cứ phèn phèn kiểu gì ấy. Phải gọi là ác quỷ, chúa tể Dracula đấy, legendary. Không biết sau này có những con nào mới và nó xịn xò không ta. Nếu anh em nào biết cửa nào nó ra những con mới thì hãy chỉ mình nhé. Có lẽ sẽ tầm khoảng 20-30 cửa gì đấy nữa, theo mình đoán là như vậy. Ok, đầy rồi. Đầy quá rồi bạn ơi, level 6 này. Dần dần nó mới lên được. Quỷ rơi đâu? Quỷ rơi level 3. Deploy. Đấy. Ơ, không được nhỉ. Đấy, kết hợp rồi anh em ơi. Quỷ rơi level 4. Chúng ta có quỷ rơi level 5 rồi đấy anh em ạ. Lấy hết tất cả quỷ rơi chưa anh em? Lấy hết rồi anh em. Đó, yeah. Mấy con này nhìn trông nó dữ dằn hơn rất là nhiều rồi. Chưa kết hợp được nha anh em. Vẫn cảm giác nó hơi bé nhỉ. Cảm giác mình gặp nó hơi bé.
cái này chỉ có tỷ lệ rơi ra Legendary rất là thấp thôi anh em ạ. Đấy, rất là ra được luôn. Bây giờ mình muốn kiểu kết hợp tạo ra một cái con nó thật mạnh anh em ạ. Có thể càn quét đội hình đối phương được. Ok nào, nâng cấp lên nào anh em. Nhưng vẫn không to bằng con Orc anh em. Orc nó chỉ là con hệ cấp C nhưng mà mình rất là thích. Cực kỳ là thích con Orc luôn. Con Orc. Rồi, chúng ta lại nâng cấp thêm ở xem nào. Có level 6. Mấy con này là epic này anh em, nên nó có cái màu sắc nó sẽ khác biệt so với phần còn lại nha. Đấy, ok. Mấy cái bọn này thì nó không được mạnh lắm đâu, chúng ta sẽ bỏ bớt ra. Chúng ta sẽ muốn đánh nhanh thắng nhanh đúng không? Từ từ ạ. Mở nốt hòm đã. Mở nốt cái hòm lần này đã. Để nâng cấp cho bọn quỷ lên cấp độ cao nhất đã có thể đã. Xong rồi chọn tất cả những con nào mạnh nhất. Đấy, cái bọn Paladin nhiều con khỏe lắm mà mình chẳng nâng cấp gì cả. Ui, Paladin liên tục này. Paladin quá nhiều luôn đấy. Đây, Paladin này. Ok, chúng ta thay cho mấy cái con này đây. Rồi, Paladin cũng sẽ được thay thế cho bọn ớt. Paladin thay rồi nè. Assassin. Rồi, Assassin thay rồi này anh em ơi. Rồi, bọn này cứ vứt đấy đã. Chúng ta quỷ rơi đâu? Quỷ rơi 4 sao. Được chưa? Quỷ rơi được nâng cấp ở đây anh em ạ. Ui ồ. Mạnh hơn nữa rồi đấy anh em. Wow, và thêm một cái team nữa, một con nữa trên này. Chắc là mình sẽ để khổng lồ lên á. Ui, khổng lồ kết hợp rồi này. Khổng lồ kết hợp còn mạnh hơn so với trước anh em ơi. Ui, khổng lồ mới anh em ơi. Huân chương mới này, huân chương sao vàng kháng chiến các kiểu đà điểu. Cho Paladin lên à? Không được. Mình nghĩ mình nên triệu tập thêm một con nữa. 6 sao à? Hay là con này nhỉ? Hay là con này nhỉ? Rồi mình sẽ triệu hồi thêm một con này nữa đây. Còn thiếu 2 quân nữa anh em ơi. Cho nó lấy con gì bây giờ? Pháp sư đi. Và bắn cung đây. Rồi, như vậy là tạm ổn so với cái đội hình hiện tại của chúng ta. Nhìn chung đẹp dã man luôn. Tấn công. Kên bọn nó nào. Có tuyệt chiêu gì không nhỉ? Cái con quỷ này có cái tuyệt chiêu gì không nhỉ? Đáng lẽ con quỷ nên để ở bên ngoài chỗ này này thì nó sẽ hợp lý hơn này anh em. Ai à, đông đấy. Đông thế. Ok, chúng ta đã tiêu diệt xong rồi. Chúng ta có lẽ để con quỷ rơi ở cái góc này thì nó sẽ rõ hơn, tại vì nó hơi bị bé, nó sẽ bị che mất. Tấn công. Đây rồi, trời ơi. Đông thế. Đông như quân nguyên vậy. Ui rồi, hai bên đang lao vào nhau. Một trận tử chiến đã nổ ra. Rất dã man. Đập nó. Đúng rồi. Hô khiêng lên, chưa kịp hô khiêng thì team đã chết rồi anh em ạ. Ok, rescue cái này thì nó sẽ chỉ mở được con hệ thường thôi. Đố anh em mà mở được con quỷ ấy. Con này chỉ là ra hệ thường anh em nhá. Khá là cùi bắp, thật ra cùi bắp cái này quá. Merger on lên. Ok, chúng ta ấn shop nè. Mua thêm quỷ nè. Đấy, bên này có ra rất là nhiều khổng lồ nhé. Epic cũng nhiều, dã man luôn. Epic Ray và Legend. Nó sẽ phân chia ra từ cấp độ chính là Legendary này, xong Epic này, xong rồi Ray này, xong rồi những con cấp dưới nữa. Quỷ rơi còn chưa tiến hóa lên một cái dạng mới anh em ơi, nó vẫn là dạng thường thôi. Đấy. 425 game, mua được cả nhà luôn. Thoải mái đấy. Ok, chúng ta có con gì khác nhỉ? Đây, con này khác này anh em. Con Paladin này khác nhá. Nó vẫn thế à? Paladin này vẫn thế anh em ạ, không có gì khác biệt cả. Mỗi tổ này hơi bé. Thề, bé dã man. Ui dồi ôi, lao thẳng vào trong team hình địch luôn ạ. Ok chưa? Ok chưa bạn ơi, anh đi. Mình đang muốn nâng cấp nó lên thêm một cấp độ nữa anh em. Không biết bao giờ mình nâng cấp được thêm lên cấp độ nữa bây giờ. Có vẻ tiếng hơi to anh em, hình như là tiếng hơi to phải không ta?
Sorry thì tôi đỏ để tiếng nó hơi to quá. Chuyện nào? Tao rõ sao toàn bọn này nhỉ? Sao toàn bọn phải lên cửa tiếp theo thì mới có quân mới chứ. Toàn Spartacus. Toàn giáo gọi là loại cấp cao anh em ạ, loại cấp khủng khiếp ấy. Chết mình đi cưng. Đỡ nào được tao. Luis, mở thêm anh em ơi. Tôi lại có cái sở thích để đi mở thêm các unit mới. Sao toàn ra con này vậy? Con này con Paladin đấy anh em ạ. Nhưng mà nhìn nó hơi lạ lạ đi thôi. Nhưng mà tỷ lệ ra là cái con chúa tể Dracula cũng cao chứ. Đấy, ra được 2 con rồi đấy. Một lần mở này phải ra được 3 con, 3-4 con thì đấy, thông thường best nhất phải được 3 con chứ. Được có 2 con, lần này được có 2 con rồi anh em. Rồi, cho lên level 5. Level 5 thì cho vào đâu? Level 5 thì nhét vào đâu đây? Level 5 thì nhét tạm vào đây vậy? Hai con này có gì khác nhau nhỉ? Nhưng mà một con xịn hơn, một con đều hơn thì phải đúng không anh em? Level 107. Tấn công. Tèo 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 tèo. Rồi toàn đấy thôi, toàn giáo anh em ạ. Cảm giác chúng ta đánh vẫn yếu hơn nhỉ? Cung nhiều bắn vẫn sướng à? Đúng không? Mày giờ này xong ngay. Nope. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.